Hi, Sang chào tất cả mọi người nha. Thì hiện tại Sang đã chuẩn bị một số ít đồ là bếp ga, son nồi để đi vào một cái căn nhà hoang làm một cái clip nấu ăn nha mọi người. Thì bây giờ Sang sẽ bắt đầu đi vào căn nhà hoang để nấu nướng nha. Mọi người ơi, mọi người có nick Liên Quân chơi chưa? Chưa đúng không? Hãy truy cập vào liênquânmn.com, nơi bán nhạc uy tín, giá rẻ, giao dịch nhanh chóng và hoàn toàn tự động nha. Mọi người ơi, đây là một cái căn nhà hoang gần chỗ nhà Sang. Thì bây giờ cũng là 11 giờ mấy, gần 12 giờ đêm rồi. Sang định là vào đây làm một cái clip ăn uống nha mọi người. Một cái căn nhà mà người ta tháo dỡ hết mái tôn đồ các thứ rồi. Giờ Sang sẽ đặt một cái bếp ở đây nha. Thì vừa mới mưa xong nè mọi người. Nước nó còn ướt nè, vừa mới mưa xong luôn. Giờ Sang sẽ đặt cái bếp đây đi. Sang sẽ nấu ăn trong đây. Sang đã chuẩn bị rất nhiều đồ để nấu ăn luôn nha. Một cái bếp ga nè, bỏ ra đây. Một cái chảo. Và Sang được tặng 3 gói mì nha mọi người. 3 gói mì cây Hàn Quốc nè. Sang vừa tặng 3 gói mì và Sang mua thêm mấy trứng hộp vịt lộn nữa. Hộp vịt để ra đây làm một cái món là mì siêu cây nha mọi người. Một cái ghế và một son nước. Một chai dầu ăn nữa. Trời đang mưa lâm râm luôn mọi người ơi. Giờ Sang sẽ bỏ xúc xích lên trên cái chảo nha. Hồi nãy Sang đợi là vừa hết mưa là Sang đi, nhưng mà không ngờ giờ lại mưa tiếp. Rất là xui xẻo luôn. Gặp cái căn nhà hoang này nó không có mái nữa mọi người ơi. Cái phần mái tôn bị người ta dỡ đi rồi. Sang sẽ cố gắng ngồi đây để hết clip luôn nha mọi người. Giờ Sang sẽ tiếp tục bắt nước đi nấu mì nha mọi người. Xúc xích đang chiên xong rồi kìa. Mưa nó nhiễu vô nên hơi ấy một tí. Giờ Sang sẽ bỏ trứng hộp vịt vô trong nồi nước luôn. Sang vừa mới ra ngoài đi cắt một tàu lá chuối để che mưa nè mọi người ơi. Chắc mọi người rất là ngạc nhiên khi mà thấy Sang làm một cái clip ăn uống vào lúc 12 giờ đêm tại một căn nhà hoang phải không mọi người. Sang đi làm không có thời gian để quay clip. Còn lúc về tới nhà thì cũng 5 giờ mấy 6 giờ. Muốn quay một cái clip gì đó cho mọi người xem, nhưng mà thời gian buổi tối đó thì không có làm được clip gì hết, chỉ làm những clip ăn uống. Nhưng mà làm về ban đêm thì lúc mà ăn uống tại nhà thì nói chuyện này kia thì mẹ sợ mẹ Sang mất giấc ngủ, nên Sang quyết định là đi ra cái căn nhà hoang chỗ gần nhà Sang để làm một cái clip là ăn uống ngoài đây. Đây là một gói mì xào nha mọi người, nên Sang sẽ xé ra để trộn trong nước sôi, xong rồi một hồi mình sẽ đem ra để mà trộn ở phía ngoài. Bên trong đó nè. Trời cái thợ này rất là to luôn. Đây mọi người ơi. Đây bỏ vô nước luôn. Cái này lát mình trụng sâu. Bỏ ra ngoài. Bỏ này vô. Xé 3 gói luôn nha mọi người. Gói mì này bị nát rồi. Chết. Rớt của shop vô rồi. Đây lên. Đó. Chết, đổ nó rồi. Giờ đổ ra đây. Xé hết 3 gói đi. Ui, nóng quá. Giờ mọi người đảo đều lên cho nó nở ra nha. Sang lần đầu tiên ăn cái loại mì này luôn á. Rồi cái gói mì nó to rồi, đúng là mì Hàn Quốc nó to. Tưới lên cho nó ấy nha mọi người, tại vì Sang đem ít nước quá. Đây, mì chín rồi mọi người ơi, giờ Sang sẽ nhắc ra để mà để lên cái tàu lá chuối đi trộn nha mọi người. Nè mọi người. Cái sợi mì này nó dai mà nó trơn kinh khủng luôn nha. Để xuống đây sợ nó tuột nè. Mọi người thấy không? Sang để ở đây sợ nó tuột nè. Đó, chạy xuống nè. Để Sang kéo vô phía trong một tí. Nó chạy. Đó, nó trơn nó chạy. Đó, để vô phía trong một tí. Ăn trên tàu lá chuối luôn nha mọi người. Đây là mấy gói xốp này nha mọi người. Giờ ta sẽ xé ra để mà trộn chung với mì. Rất là khó xé luôn. Trời ơi, đúng là mì cay luôn mọi người. Toàn là bột ớt không à. Một gói nha. Bột ớt đỏ chét luôn nha. Xé ra mà Sang thấy nóng cả cái tay luôn á. Hai gói nha.
Cái này là bột bột tương ớt nữa hay gì nè. Dầu mọi người ơi. Người lại bịt dầu. Đấy, dầu không mọi người ơi. Để xem bịch này bịch gì nha. Nó có sợi sợi trong đây nè. Bột khô gì đây. Ủa, này gì ta? Có hình con gì nè mọi người. Cái này hình như phải nấu lên thì phải. Sao không biết nữa. Ăn nó giòn giòn nha. Thôi kệ xé ra ăn đại đi. Sao nghĩ là chắc nó cay lắm mọi người ơi. Nghe mùi ớt nồng nặc luôn, mùi ớt bột á. Đảo đều cho nó nhìn nó hấp dẫn không. Mọi người thấy khói nó bốc lên nguồn ngút không? Phía bên đây còn rách cái tàu lá chuối xem rồi. Đào nhẹ nhàng thôi để tao rách cái tàu lá chuối. Nó chảy nước xuống dưới là hết ngon. Đó, càng ngày nó càng đen nè mọi người. Rồi xong, giờ Sang sẽ để xúc xích với lạc xưởng lên trên nha. Mọi người ơi, đây là cái mâm mì cây ăn khuya của Sang nha. Gồm có lạc xưởng nè, trứng hồng đào nè mọi người, và mì cây. Giờ Sang với mọi người cùng nhau thưởng thức mì cây ăn trong thau mì cây khổng lồ ăn trong căn nhà hoang nha mọi người. Đó, mọi người nhìn thấy hấp dẫn không? Trứng hồng đào rất là đẹp luôn nha. Đây, giờ Sang với mọi người sẽ cùng nhau bắt đầu ăn cái mì cây này nha mọi người. Giờ Sang sẽ ăn thử một miếng mì cây nào, mọi người xem bốc khói nè. Đó. Xin mời tất cả mọi người nha. Cay quá mọi người ơi. Ngon ghê. Thật sự là buổi chiều là Sang chưa ăn gì luôn. Nhịn đói tới giờ để có thể ăn mì cay nha mọi người. Để có thể ăn hết 3 gói mì cay luôn. Sang mời mọi người ăn một miếng trứng hồng đào với Sang nè. À, bốc khói ngùn ngụt luôn nha. Thì thực sự Sang mấy bữa nay Sang đi làm về trễ không có thời gian quay clip cho mọi người xem. Nên Sang ra đây quay một cái clip ăn uống tại căn nhà hoang này lúc 12 giờ đêm nha mọi người. Bây giờ cũng là 11 giờ mấy, gần 12 giờ đêm á. Thì Sang cũng không muốn làm trễ gì đâu. Tại vì hồi nãy trời mưa á. Nhưng mà mấy bữa rồi không quay clip nên Sang vừa tạnh mưa là Sang đi luôn. Giờ Sang sẽ tranh thủ ăn. Ăn xong để mà ngày mai tiếp tục đi làm nha mọi người. Mời tất cả mọi người nha. Chứ đây không phải là một thử thách do bạn nào đặt ra cho Sang hết. Tại vì Sang không có thời gian làm clip nên bắt buộc là phải làm như thế này. Nhưng mà tại vì tối quá, ăn ở nhà thì sợ mẹ Sang nói chuyện này kia thì mẹ Sang thức giấc. Nên Sang ra căn nhà hoang này để ăn nên cho nó yên tĩnh. Mẹ Sang dậy ngủ luôn, mời tất cả mọi người. Ngon cực kỳ luôn. Ăn tiếp một cái xúc xích nha mọi người. Ê, rồi. Rớt rồi, ủa rồi. Chậm nó lên. Không sao, không sao. Để đây đắp về cho anh Kỳ nha. Để bên đây. Ủa quá. Hay ăn một cái trứng này, trứng hồng đào nè mọi người. Cay quá mọi người ơi. Lần đầu tiên sẽ được ăn mì cay này luôn á. Nó cay hơn là cay luôn. Oh.
Mọi người xem sao mì nó bốc khói lên nè. Hồi nãy Sang trộn chưa đều, phía dưới đây ớt không à. Hàng chi nãy giờ Sang ăn mấy miếng kia nó cay cực kỳ luôn nha. Ớt bột nó dồn ở đây nè mọi người, trộn đều cho nó đỡ cay một xíu. Nãy ăn trúng cái miếng ớt bột cay cực kỳ luôn. Đấy, giờ tiếp tục ăn nè. Cái sợi mì này á, nó dai lắm nha mọi người. Nó dai giống như mì của mì á, dai hơn nhiều luôn. Ui cay quá. Ăn miếng xúc xích đi. Tôi tới rồi, giờ xe sẽ tiếp tục ăn hết cho mì này nha mọi người. Tự nhiên có mấy con chó ở đâu nó tới nó sủa sùm luôn. Mưa tới à. Ăn trứng nha mọi người. Rất là ngon luôn. Trời ơi, ở đây nó ướp nè. Nó nằm phía dưới nãy sang trộn không có đều. Hàng chi nãy giờ sang phía trên này nó cay. Ăn miếng trứng nữa nha, miếng xúc xích nha. Tự nhiên có mấy con chó lại đây nó sủa sùm luôn. Phía vòng vòng đây không có căn nhà nào hết mọi người. Để xem đi ra xem con chó của ai nha. Bên á, mấy con chó của mấy người đi xô ếch đó mọi người. Bây giờ là khuya thì chỗ sang rất nhiều người đi xô ếch với giết cá. Nó chạy theo á, nó sủa sùm luôn. Sao bị đau tử mọi người ơi. Ăn khuya này bị đau tử với lại cay mắt. Chứ sang ăn thêm miếng xúc xích nữa sang nghỉ mọi người ơi. Cái mì này cay quá cay. Rồi thì mình nói rất cay luôn á. Cay cái mùi của ớt bột quá mọi người. Cái này chắc sẽ đem về quá. Thật sự hồi chiều là sang không ăn gì hết. Sang nhịn đói để tới giờ nó ăn. Tới khuya này để sang ăn là sang đợi hết mưa để mà vô đây căn nhà hoang này nấu. Nhưng mà mưa quá lâu, mưa tới cỡ tầng 11 giờ mấy mới sang mới được vô đây nó ăn nên nó đói bụng, ăn ăn mì cay vô nữa nó hơi bị đau bao tử một xíu. Giờ sang sẽ ăn thêm mấy cái xúc xích nữa rồi dừng clip mọi người ơi, sang đau bao tử quá. Chắc Sang tạm thời dừng clip tại đây nha mọi người. Mọi người thông cảm tại vì thời gian quay video của Sang không có. Nên Sang làm những clip ăn uống về ban đêm. Mà Sang mong mọi người ủng hộ cho Sang một like và đăng ký kênh ủng hộ Sang nha. Bây giờ Sang sẽ gom đồ và đem đi về nhà. Bây giờ cũng là 12 giờ mấy rồi. Sẽ đem cái này đem về để coi sáng có nấu lại ăn sáng được hay không. Sang cũng muốn ăn hết cái chỗ này lắm nhưng mà mọi người thông cảm. Tại vì Sang đang bị đau bao tử mọi người. Chiều nhịn đói lâu quá tới giờ đau bao tử. Giờ Sang dọn dẹp đồ đi về nha. Ăn thêm thôi chào mang nữa đâu. Đau quá rồi.